đánh chết mày bây giờ. Sờ cái đuôi của tao mày, cho mày phát. Sờ cái đuôi của tao mày, cho mày phát mày. Chết. Sờ cái đuôi của tao mày, cho mày phát mày. Đấy, dám sờ đuôi của tao, cho mày chết mày. Tao không phải là con người như vậy. Đập mày phát, cho mày chết luôn. Sờ ngó gì đùi của người ta, phải thích sờ cút cho khác sờ, đập phát cho mày chết, ngã lăn ra xuống đất mày chết bây giờ. Cho mày phát, đã bực mình rồi đấy. Đập mày nè, cho mày phát, tao bực mình rồi, đập mày phát, cho tao bực mình rồi.